Chào mừng các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp của kênh GM01. Và tôi là người dẫn chương trình, anh Ba Báo Gmi đây. Và hiện tại là chúng ta đang có mặt tại một khu vực bãi biển phía Bắc. Tôi vừa nhầm, tôi xin lỗi các bạn. Rồi, và trước khi đến với buổi tường thuật trực tiếp ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho tôi xin một đăng ký kênh và một like với nha. Tôi xin cảm ơn các bạn nhiều lắm. Nào chắc, hãy lia máy quay về góc phải nhanh lên. Chúng ta đã được chứng kiến một trận đấu giữa thủy quái El Chamacha và The Club. Tôi không biết là ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi đấu này đây. Wow, và lần này chúng ta được nhìn thấy El Chamacha với làn da màu đỏ. Đúng rồi, El Chamacha ơi, hay lắm. Tôi không biết các bạn là fan của ai, nhưng mà tôi là fan của El Chamacha. Đúng rồi, El Chamacha với lớp da lava từ A tới A. Có vẻ như là El Chamacha đang giành lợi thế. Nào, cố lên El Chamacha ơi. The Plop có vẻ như là khá là mệt mỏi rồi các bạn. Đúng rồi. Hay quá El Chamacha ơi. Sao rồi The Plop? Có vẻ như là The Plop đã thua rồi. Nào các bạn, các bạn ai là fan của El Chamacha? Và các bạn ai là fan của The Plop? À, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đây chính là những người fan hâm mộ của El Chamacha đây các bạn. Tôi nghĩ là mọi người rất là hâm mộ El Chamacha đó. Rồi mọi người, ai thích thì ở đây tiếp tục xem cuộc thi đấu này, còn ai sợ thì đi về. Nào, tất cả mọi người, tôi muốn hỏi lại một lần nữa, ai là fan của El Chamacha, giơ tay lên cao nào. Tôi thấy có rất là nhiều người fan của El Chamacha đó. Vậy ai là fan của The Flop, hãy giơ tay cao hơn nữa nào. Ủa sao kỳ vậy? Tôi hỏi ai là fan của El Chamacha cũng giơ tay lên cao, mà ai là fan của quái vật The Blob cũng giơ tay lên cao là sao vậy mọi người? Nào mọi người, hãy chọn một bên đi. Cuộc thi của chúng ta sắp kết thúc rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với trường đấu giữa El Chamacha và thủy quái The Blob nha các bạn. Và đây, chúng ta đang tiếp tục được xem trận đấu giữa El Chamacha và The Blob. Có vẻ như là El Chamacha đã giành thắng cuộc rồi các bạn ơi. Khoan này các bạn, vẫn chưa. The Flop vẫn chưa nha. Tôi vừa nhìn thấy The Flop kia rồi các bạn ơi. Tôi nghĩ rằng The Flop không thua đâu. Và trận đấu này vẫn còn tiếp tục nha. Nào chắc hãy lia máy quay gần hơn đi. Chúng ta cần có một góc nhìn cận cảnh hơn. Lia lại gần hơn. Lái trực thăng gần hơn đi nào. Tôi nghĩ là không sao đâu. Chắc cái tin ở tôi. Nào, lia máy quay lại gần, nhanh lên đi. Khửa cô ra vàng này chán ghê luôn các bạn. Ngày hôm trước thấy cô ra xanh biến thành Sinsonis đã quá, cho nên là ngày hôm nay muốn mình dẫn đi ăn loại quả kỳ lạ để biến thành thủy quái El Chamacha này các bạn. Được rồi, thích thì chiều thôi. Để mình xem thứ đã, loại quả kỳ lạ thì ở bãi biển này chỉ có một quả thôi nha các bạn. Mà ngày hôm trước mình nhớ hình như là cô ra đỏ ăn rồi thì phải. Nếu như mà cô ra đỏ ăn rồi thì tỷ lệ xuất hiện lại hiếm lắm các bạn ơi. Được rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ thử đi vào đây mình tìm luôn nha. Dù sao thì mình cũng đã đến nơi rồi các bạn. Bây giờ đi về nữa thì tốn công tốn sức lắm ha. Đi vào đây thử tìm may mắn thôi các bạn. Nào mọi người, xin chào mọi người nha. Ở vùng biển này thì khá là tĩnh lặng luôn các bạn. Thông thường mình nhớ ở vùng biển này hay xuất hiện con thủy quái El Chamacha này các bạn. Ồ, có khi nào cô ra vàng ăn vào loại quả kỳ lạ rồi biến thành thủy quái El Chamacha, rồi con thủy quái El Chamacha kia xuất hiện, đại chiến giữa hai con thủy quái El Chamacha nha các bạn. Như vậy thì phải nói khá là hay ha. Rồi cô ra vàng ơi, bây giờ mình sẽ chở bạn đến đây, ngay chỗ này nè, rồi sau đó bạn nhảy xuống dưới kia nha. Còn riêng mình ở đây thì bây giờ mình sẽ xem chương trình hòa nhạc nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Có một anh trai đang đánh đàn kìa. Hello, em chào anh trai nha. Có một anh trai đang đánh đàn các bạn ơi. Lại đây xem hòa nhạc thôi. Ui, lấy vũ khí như vậy. Hello, xin chào anh trai. Ui, anh đánh đàn hay ghê luôn các bạn. Đánh hay tới cỡ mà anh trai này không xem nữa nha. Lấy điện thoại ra bấm luôn. Còn hai anh chị nè, đứng nói chuyện với nhau. Đánh đàn hay dữ vậy anh trai. Rớt cái đàn ra ngoài luôn các bạn. Đó, bỏ chả mắt dép rồi kìa. Nào có ra vàng, nhảy xuống đây nè. Loại quả kỳ lạ xuất hiện dưới đây nè các bạn ơi. Bắt buộc mình phải nhảy xuống dưới đây nha. Loại quả này hiếm lắm.
Nào cô ra vàng, nhảy xuống đây đi. Thôi cô ra đỏ ơi, tôi cảm thấy lo lắng quá à. Hay là bây giờ bạn làm chục bạch, bạn thử cho tôi xem đi. Ơ, thanh niên này, kêu mình chở đi ăn lẩu quả kia lạ, mà bây giờ đến nơi rồi còn sợ nữa hả? Sợ thì thôi, vậy thì bây giờ cứ để mình. Được rồi các bạn ơi, cô ra vàng sợ rồi các bạn, hả sợ thì đi về. Còn hả không sợ thì nhảy xuống kia ăn lẩu quả kỳ lạ nha. Để mình đi một vòng mình xem ra các bạn ơi. Thông thường mình nhớ ở khu vực này có một món vũ khí lạ nha các bạn. Nó nằm đâu đó gần ở đây nè, để mình đi tìm thử nha. Mình đang siêu tầm vũ khí độc và lạ các bạn ơi. Đâu rồi ta, phía dưới đây đúng không? Ồ, không phải các bạn. À, lại có hai thanh niên câu cá nữa. Ủa, ở đây câu cá được à? Lại có người cho nè các bạn ơi. Này thì câu cá nè, ui đừng có té xuống. Rồi toang luôn các bạn. Mình đang định một chút nữa, mình mới ăn lợi quả kỳ lạ nha. Rồi xong luôn, ok. Lặn xuống đây. Mình biết được vị trí rồi các bạn ơi. Và mình hy vọng lần này nó sẽ xuất hiện nha. Ui, đây này các bạn ơi. Có nha, có nha. Cô ra đỏ, may mắn thật sự luôn các bạn. Nào 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 nào, bơi lại, bơi lại, bơi lại. Bơi lại ăn lẩu quả kỳ lạ nào. Nào. Phải như vậy chứ. Để xem là mình biến thành thủy quái gì nha các bạn. Ôi, cái gì đây? Sao mình không biến thành một con thủy quái mà mình biến thành một con cá bình thường rồi các bạn? Ủa, làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ đây các bạn? Mình biến thành một con cá rồi. Cô ra vàng tưởng đâu mình là một con cá bình thường. Cô ra vàng sẽ bắt mình và đem về nướng cá để ăn đó các bạn ơi. Ui, mình tưởng đâu sau khi mình ăn vào thì mình sẽ biến thành một con thủy quái chứ. Không ngờ mình biến thành một con cá bình thường rồi các bạn. Làm sao bây giờ đây? Nào 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 nào, ngồi lên mặt nước. Không biết ngồi lên mặt nước có đai hay là không đây. Ủa không được luôn các bạn ơi. Hình như giới hạn của loài cá này là mình chỉ bơi vòng vòng dưới đây thôi à. Chứ mình không thể nào ngồi lên khỏi mặt nước được nha. Biết vậy hồi nãy mình cho cô ra vàng ăn vào đi các bạn ơi. Mình ăn vào chứ không biết nữa. Bây giờ mình biến thành một con cá bình thường rồi nè. Làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ đây? Ui, các bạn nhìn nè. Cô ra đỏ đã biến thành một con thủy quái màu đỏ rồi các bạn ơi. Để mình xem thử con thủy quái này là con thủy quái gì nha. Wow, eo răng Masha với lớp da bằng lava nha các bạn. Vậy là cô ra đỏ đã biến thành thủy quái eo răng Masha rồi các bạn ơi. Ok, vậy thì bây giờ mình với cô ra đỏ sẽ cùng nhau đi săn con thủy quái The Flop nha các bạn. Cô ra xanh thì biến thành Sinsonic, cô ra đỏ thì biến thành thủy quái El Chamacha. Ok, nào cô ra đỏ ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi săn con thủy quái The Flop nha. Nhưng mà khoan đã các bạn ơi. Mình mặc bộ đồ bình thường như vậy á, thì mình không có thiết bị định vị nha. Bây giờ mình sẽ lấy ra bộ giáp đặc biệt của cô ra vàng. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm con thủy quái The Flop ha. Bởi vì trong cái bộ giáp của cô ra vàng nó có một cái thiết bị radar định vị nha các bạn. Như vậy thì mình sẽ dễ dàng mình tìm thấy con thủy quái The Flop hơn ha. Đây rồi các bạn ơi, phải như vậy chứ. Nào, cô ra đỏ định ăn thịt mình hay sao đó các bạn? Thanh niên này ngáo hả? Đừng có ăn thịt mình nha. Nào 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 nào, đi theo mình nè. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái thiết bị định vị để mình tìm con thủy quái The Flop á các bạn. Cô ra đỏ đi theo mình nè. Thanh niên cô ra đỏ này di chuyển chậm quá các bạn ơi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị có một cuộc đại chiến nha. Giữa thủy quái El Chamacha phiên bản cô ra đỏ và mình với lại là con thủy quái The Flop ha. Nào cô ra đỏ. Ui thanh niên kia di chuyển chậm quá các bạn ơi. Được rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ đi một vòng ở đây để mình tìm con thủy quái The Flop ha. Sau khi mình tìm thấy nó thì mình sẽ quay trở ở đây để mình đi tìm cô ra đỏ nha các bạn. Thanh niên cô ra đỏ di chuyển chậm quá, không biết tới đâu rồi. Nào 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 nào, cô ra đỏ. Cô ra đỏ El Chamacha di chuyển chậm quá các bạn ơi. Kìa 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 kìa. Vừa di chuyển vừa chơi hay sao đó các bạn.
tập trung chuyên môn, tập trung chuyên môn đi cô ra đỏ ơi. Để mình lại đây mình xem thử nha các bạn. Đâu rồi ta, đâu rồi ta? Hình như là mình thấy ở đằng kia có một cái luồng nước xoáy các bạn. Ui, không biết đó có phải là thủy quái đập lớp hay là không nữa. Nào bay lên, 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 bay lên. Từ từ thôi. Ui, chỗ này nó cũng có một cái chỗ du lịch này các bạn ơi. Nhưng mà mình không thấy mọi người đi du lịch ở đây nha. Mọi người tập trung ở đằng kia nhiều hơn. Rồi, xong luôn các bạn. Chờ cô đỏ đến đây cho tới sáng mai quá à. Thanh niên kia di chuyển chậm dữ lắm. Chậm chạp lề mề ghê luôn á. Rồi, vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi tìm một mình trước nha các bạn. Nếu như mà trên radar không có thì mình sẽ dựa theo cái sóng âm của quái vật đợt lớp ha. Và mình sẽ dễ dàng tìm ra nó hơn nha. Nào, quái vật đợt lớp xuất hiện nhanh lên đi, xuất hiện nhanh lên đi. Mình với cô ra đỏ sẽ cùng nhau chiến đấu với nó nha các bạn. Và đây, mình đã tìm thấy được con quái vật đợt lớp rồi các bạn ơi. Đúng rồi cô ra đỏ ơi. Ở hướng đó đó, ở hướng đó kia rồi các bạn. Và đây chúng ta sẽ được nhìn thấy một trận đại chiến giữa thủy quái The Flop và El Chamacha phiên bản của đỏ nha. Hay quá, hay quá, hay quá của đỏ ơi. Cố lên, cố lên, cố lên của đỏ. Mình sẽ đứng ở đây để mình quan sát nha các bạn. Nếu như mà cô đỏ thua thì mình sẽ hỗ trợ của đỏ nha. Còn bây giờ mình sẽ cho trận đấu này diễn ra một cách công bằng nhất có thể ha. Đúng rồi, cô đỏ hay quá. Hình như là cô đỏ. Wow, cô đỏ mạnh hơn các bạn ơi, cô đỏ mạnh hơn nha. Hay quá, hay quá. Này nhá, này nhá. Ui. Ngửa tay, ngửa tay, ngửa tay các bạn ơi. Mình lấy ti năng lượng, mình bắn con thủy quái The Flop ha. Hơi ngửa tay chút xíu nha. Đúng rồi. Này nhá, The Flop nè, tự dưng thấy nó ngửa tay ghê luôn á. Gặp cái bộ giáp của mình được trang bị full option luôn các bạn. Thấy con thủy lái là đốp là mình ngửa tay, mình muốn đánh nó ghê luôn nha. Hay quá con đỏ ơi. Cố lên, cố lên, cố lên con đỏ. Hình như là con đỏ đang ở kèo trên các bạn ơi. Mình biết ngay mà, con đỏ có kỹ năng chiến đấu nhiều hơn các bạn. Phải như vậy chứ con đỏ. Wow các bạn nhìn kìa, thủy quái The Flop sẽ biến thành thủy quái The Flop phiên bản cá mòi nha các bạn. Cho The Flop biến thành cá mòi luôn. Hay quá con đỏ ơi. Mình sẽ sử dụng tia năng lượng để mình nướng The Flop nha các bạn. Đúng rồi, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau có món cá mòi nướng. Ủa? Có chuyện gì vậy? Rồi ai thắng ai thua? Sao hai thanh niên này mình thấy cứ nằm giật giữa vậy? À, cô ra đỏ thắng rồi các bạn ơi. Cô ra đỏ thắng rồi nha. Ok, phải như vậy chứ. Cô ra đỏ của chúng ta đã giành chiến thắng rồi các bạn. Ngon lành luôn, ngon lành, ngon lành, ngon lành luôn nha. Mình tưởng đâu cô ra đỏ thua thì mình sẽ cùng với cô ra đỏ. À không các bạn ơi, cô đỏ mà thua thì mình sẽ ra tay trực tiếp luôn ha. Chứ sao mà mình với cô đỏ được. Nhiều lúc nói nhanh quá nói nhầm. Ui, ở đây có kho báu đó các bạn. Cô đỏ ơi, mình mở được không ta? À được, 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 được. Lấy vàng, lấy hết đồ luôn các bạn. Ủa, tính ra trận đấu này diễn ra phải nói khá là nhanh đó các bạn. El Chamacha phiên bản của đỏ chiến đấu với lại là quái vật The Flop nha. Hình như là The Flop đã thua rồi các bạn ơi. Hay quá, hay quá, hay quá con ra đỏ. Phải như vậy chứ, phải như vậy chứ. Ô, The Flop vẫn chưa thua các bạn ơi. The Flop vẫn chưa thua nha. Nào con ra đỏ, mình ở đây nè, mình ở đây nè, mình ở đây nè. Ui, hình như là cô ra đỏ bị lắc hay sao đó các bạn ơi. Mình ở đây nè cô ra đỏ ơi. Và kia các bạn, con quái vật The Flop vẫn chưa chịu thua nha. Ủa thanh niên cô ra đỏ, không lẽ là bị ngộ độc loại quả kỳ lạ hay sao ta? Ui, mình nghĩ có thể là như vậy đó các bạn ơi. Tự dưng cô ra đỏ đang chiến đấu, rồi bây giờ cô đỏ cứ lăn ra như vậy đó các bạn. Giật giữa kìa, nhìn đúng thương luôn ha. Hình như là bị ngộ độc loại quả kỳ lạ rồi các bạn ơi. Hoặc cũng có thể là cô ra đỏ không chịu được trong cơ thể đó ha. Làm sao bây giờ đi ta? Cô ra đỏ thì đang ngộ độc loại quả kỳ lạ, còn quái vật The Flop thì vẫn đang ở kia nha các bạn. Không lẽ là bây giờ mình sử dụng tia năng lượng mình bắn con quái vật The Flop chứ?
Mệt quá các bạn ơi. Thanh niên cô ra vàng này mặc vào cái bộ giáp xịn xò như vậy không biết hỗ trợ mình đâu, chỉ biết đứng trên bờ vỗ tay cổ vũ thôi các bạn. Mình chiến đấu với lại con thủy quái đờ flop mệt muốn chết luôn vậy đó. Nào lên xe nào. Còn hồi nãy mình thấy phía trên bờ các bạn có mấy thanh niên nào đứng vỗ tay cổ vũ reo hò quá chừng luôn ha. Mình nói bụng dữ lắm luôn á, không lẽ mình bay vào đó có bữa ăn trưa luôn các bạn. Chán mọi người thật sự luôn á. Chiến đấu với con thủy quái đờ flop mạnh lắm các bạn ơi. Và con thủy quái đờ flop đã bỏ chạy rồi các bạn. Cũng may là mình vừa hết công dụng của loại quả kỳ lạ luôn ha. Mình đã quay trở lại với hình dáng con ra đỏ bình thường rồi các bạn. Để bây giờ mình chở con ra vàng đi làm highlight thêm lần nữa ha. Rồi sau đó mình sẽ kết thúc video luôn. Rồi và trước khi kết thúc video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho mình xin một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Anh trai kia qua đường sao không bật tín hiệu gì hết. Xem chút xíu là mình lủi rồi các bạn. Đây đây đây, có góc đẹp làm highlight nha. Rồi coi ra vàng. Ồ mình đang suy nghĩ đấy các bạn, không biết có nên cho coi ra vàng xuống xe hay là không nữa. Bởi vì làm highlight một người á, nó sẽ dễ complete hơn là hai người nha. Nhưng mà thôi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử luôn. Rồi bay lên thử nè. Được không được không được không. Đồ phải như vậy đó các bạn. Góc cũng khá là đẹp nha. Hai thanh niên nhóm giò nhóm mong lên luôn. Chán thật sự luôn ha. Không biết đó các bạn ơi. Nhưng mà để mình xem đã. Ồ nó cũng ổn định thôi các bạn. Để bây giờ mình cho con ra vàng xuống xe ha. Và một mình thực hiện cái highlight thôi các bạn ơi. Của con ra vàng thì nó hơi bị nặng nha. Nào con ra vàng xuống xe đi con ra vàng. Để mình thôi, để mình thử cái đó. Mình làm thêm lần highlight nữa rồi sau đó mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Rồi lên xe lên xe lên xe lên xe nhân. Ê nào nào chạy chạy chạy. Đó phải như vậy đó các bạn ơi. tranh thủ nha. Mình mà không tranh thủ là cô ra vàng nhảy lên xe liền luôn đó. Rồi nào 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 nào. Quay ngược lại phía đằng đây. Chuẩn bị chạy hết tốc độ luôn các bạn. Hết ga hết số nha. Ok chuẩn bị có một màn highlight đây các bạn. Cố gắng lên nha, cố gắng lên nha. Bây giờ một mình nè các bạn ơi. Hy vọng rằng mình sẽ được highlight ha. Một mình. Nào, 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 nào. Một mình. Đó, phải như vậy chứ. Một mình thì mình nghĩ mình sẽ bay cao và xa hơn. Chính xác luôn các bạn ơi. Xa và cao hơn nha. Complete đó các bạn. Đó, chỉ số lần này nó khác biệt hơn hồi nãy ha. Nó xa hơn các bạn. Rồi, và thêm một lần highlight mình thể hiện kỹ năng lên đầu nha các bạn. Để xem là mình có thể bay được một vòng tròn hay là không nha. Tính ra lần này á, mình làm highlight hơi bị nhiều đó các bạn. Chứ bình thường mấy lần trước á, mình làm chỉ có một hay là highlight thôi à. Lần này thì mình làm highlight nhiều hơn nha. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Rồi rồi, đây các bạn. Lên đầu như nè, làm highlight không biết có được hay là không đây. Rồi, chuẩn bị lên đầu, 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 lên đầu. Đó, lên đầu này các bạn ơi. Tiếp đất sau đây. Ui, tiếp đất bằng lưng hả? Thôi toàn rồi các bạn ơi. Cái lưng đập xuống trước nha. Chán tình niên thật sự luôn á. Định thực hiện một số kỹ năng các bạn. Nhưng mà không ngờ cái lưng đáp xuống trước. Chán thật sự luôn á. Thốt vậy để đẹp rồi các bạn. Rồi và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã bắn tay theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.